Tớ là cá sấu, tớ là một loài bò sát, sống ở dưới nước. Tớ là loài vật mà mọi người rất khiếp sợ. Bibi đi chơi ở dưới à? Cá sấu cũng. Tớ là cá sấu, tớ là một loài bò sát, sống ở dưới nước. Tớ là loài vật mà mọi người rất khiếp sợ. Cá sấu cũng sống ở những vùng nước lợ, chẳng hạn như khu vực quanh cửa sông. Cá sấu di chuyển nhanh nhất khi ở dưới nước. Tớ là loài động vật ăn thịt. Cá sấu mẹ sẽ che lớp trứng của mình bằng đất, cát hoặc cành cây, lá khô. Giờ thì cá sấu con đã nở. Đợi chút, nhìn kìa, tại sao cá sấu lại chui vào miệng cá sấu mẹ nhỉ? Cứ tưởng là một hòn đá. Nào đi ngồi ngoan tí nữa bố về. Ôi giời, mình cứ tưởng là một hòn đá suýt. Bibi đi chơi ở dưới à? Cá sấu cũng sống ở những vùng nước lợ, chẳng hạn như khu vực quanh cửa sông. Cá sấu di chuyển nhanh nhất là khi ở dưới nước. Chờ đúng không? Cô Cao ơi, chị vào hả? Cô Cao ơi, chị ơi! Hai con nó để đi nhảy nhảy xuống đây vậy? Hả? Hai con nó để đi xuống đây vậy? Đi xuống đám ma. Đi xuống đám ma? Trời ơi, để đi xuống đây chơi. Hả? À, mang về đâu? Đi nhà chơi rồi chứ ba. Con đọc chuyện thì Bibi xuống. À, con đọc chuyện thì Bibi xuống à? À, Bibi xuống chờ ba đấy mà. Đây ba là cái gì kia nhỉ? Hai con ăn gì chưa? Hai con ăn gì chưa? Chưa, để ba lấy gì ăn nhá. Lại ba đi chơi chứ bố nào. Đây là mình ngồi đấy. Ngồi nhá. Ngồi đây để ba đi chơi nhá. Bia đây này, bia đây. Bia đây. Bia đây. Bạn của chị. Dính tiếng vội dính. Đấy, còn bia đây. Nhá. Đi bỏ. Nước từ thôi đi, không chậm nữa. Không chậm nữa. Nhường nhảy như hai con nữa. Con xong rồi. Số ca nhất. Đó. Đó bị thế đây đây đó. Thế đó. Đấy. Đó, ra cắt chưa? Thế rồi. À, chị xong chưa? Chưa chị chồng đấy. Ơi, đi, đứng vào đây. Đứng vào đấy của chị à. Nhìn đây. Nhìn gì đấy? À, chị chồng như nào? À, ra cắt nhé. Cho con uống con lấy đồ uống lên. Còn ở đâu bí hết rồi mà. Hết rồi. Em đi ngồi xuống đi. Thôi. Còn ở đâu? Hết rồi. Đừng lo tâm nào. Thôi. Còn ở đâu? Hết rồi mà. Thôi hết con đâu. Hết rồi. Thế thôi. Nhá, ngồi đấy. Tao về nghĩ nào. Thôi, bà con lên nhà ngủ đi. Nhá. Lên ngủ đi, lên xuống cái cho em ngủ nhá.